Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh Máy Cắt Cỏ nghe anh em ha. Thì tiếp tục hôm nay em lên cho anh em cái lô chữ D nghe anh em ha, vẫn là 10 máy nha. Anh em có chốt thì gọi về vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527, số đó bên em có sử dụng Zalo nghe anh em ha. Địa chỉ của em là ở xã Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ nghe anh em. Đó thì tình hình thì nói chung thì cũng là tháng 12 là tháng cuối năm rồi. Thì em sẽ tặng thêm cho anh em một món là gom cỏ nữa nghe nè ha. Đó, món gom cỏ nói chung là cũng như là tặng thêm cho anh em 100.000, cái đó trị giá của nó là 100.000 anh em ha. Rồi thì cái luật lệ mua bán bên em thì anh em cũng biết rồi ha. Anh em mua khỏi cần phải đặt cọc. Máy đến nơi anh em được quyền kiểm tra, test ngon lành hết, anh em trả tiền. Không ngon lành, anh em trả về. Anh em không có mắc ngày nào hết. Và bên em là bao ship tới nơi tới chỗ cho mình ha, tặng kèm cho anh em là dây đeo, lưỡi cắt, tiếp mở mugi, ổ phát bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ 6 món, với lại thêm cái gom cỏ nữa là 7 món anh em ha. Máy ở đây em bán tất cả đều là máy Nhật bãi hết nghe em ơi, Nhật bãi. Không có bán hàng mà thu dân của người Việt Nam sử dụng rồi và đăng lên ở đây bán anh em ha. Rồi thì trong video ngày hôm nay thì có TL43 nè, Maru 26 nè, thì cho 260 Komatsu, rồi Gobin, rồi một con đầu tiên giá chỉ có 1 triệu thôi anh em. Con D1 nghe anh em á, con Tanaka, chốt nhớ giùm em cái mã. Rồi, con D1, con này là con Tanaka 201 nòng 30 ly 20 cc, một con máy nhỏ gọn cho anh em mình về sử dụng gia đình anh em ha. Đó, một con máy mà giá chỉ có 1 triệu mà bên em bao ship tới nhà cho anh em, tặng kèm thôi cho anh em là 7 món phụ tùng đi kèm. Thì anh em biết cái máy nó rẻ thế nào anh em, cái máy nó rẻ thế nào ha. Đó, chỉ có 1 triệu thôi, máy bao zin cho anh em 100% và máy bao đẹp nha anh em ha. Máy đẹp nha anh em, tại vì bán giá mềm cho anh em mình có máy về sử dụng gia đình ha. Ở con này như anh em sử dụng gia đình đồ quanh nhà hoặc là anh em có bơm nước á, thì mua thêm cái đầu bơm 150.000 nữa, anh em bơm tầm cả 10 15 mét dây 27 rồi này kia ha, tứ xăng tứ giường tứ cây hoặc là rửa mồ rửa mã cho ông bà là ok, tuyệt vời lắm nha anh em ha. Càng tâm gời của Tanaka ha, ta lái đôi cản cỏ đầu bò đồ này kia zin hết nha anh em. D1 1 triệu nha, D2 1,2 triệu nha anh em ha. Gobin D2, con Gobin 2200. Nòng của nó là 31 32 ly gì đó nè, em chưa đo chính xác, em chưa biết ha. Đó, 22 cc, dòng máy này rất là gọn anh em ha, tầm cỡ 4 kg thôi. Cũng phù hợp thích hợp về cho mình xài gia đình, máy bao zin 100% và máy bao đẹp luôn. Gobin NB 2200 mất in da băng nha anh em ha. Zin nguyên bản cho anh em hết nha, chạy chế là chế ga ngang. Vú lớn ha. Giá 1,2 triệu thôi nghe nè, giá chỉ có 1,2 triệu thôi nha. Đó, tâm liền nè, công tắc đây ha, gobin đó, tay lái đôi nghe nè em ha, cần cản cỏ đầu bò là zin hết, về sử dụng gia đình đó là cực kỳ ngon anh em. Phát dây cước cũng được nghe anh em ha, mà anh em cho dây ngắn thôi chứ đừng chơi dài quá ha. Rồi D2 1,2 triệu nghe nè em. D3 cũng là một con gobin, con này thì lớn hơn. Rồi, con này là Gobin 23 nòng 32 ly 23 cc nghe anh em ha. Dòng này chạy rất là lực, rất là khỏe nghe anh em. Đó, chạy bao lực, bao khỏe cho anh em nha. Đó. Nòng trắng tinh. Ổ giật trợ lực nghe anh em ha, chế wam gồ, le đỏ tự động, chế lớn nghe anh em, chế một kim mà chế lớn. Chạy rất là phao máy, rất là lực và lợi xăng. Và cái bình xăng cổ ngỗng nè anh em, dễ châm xăng ha, dễ châm xăng không bị trào bị ọc gì hết đó. Giá 1,4 triệu đã bao ship cho anh em và đầy đủ phụ kiện kèm theo ha, tâm liền ta lái đôi càng đầu bò ghi hết anh em ha. Ga công tắc nằm trên nha anh em đó. D3 anh em à, 1,4 triệu nha, máy rất là mới anh em, siêu mới cho anh em ha. Rồi D4 là một con
Xenon Komatsu. D4 là con Xenon Komatsu anh em ha. Con này là 235, 235 anh em ha. Nòng của nó là 32 ly. 23cc anh em, nòng 32 ly. 23cc, máy móc đồ này kia bao green cho anh em ha. Con này đặc biệt sử dụng ga bóp nè, ổ dịch trợ lực, và dòng này là dòng máy đời cao anh em ha. Chạy rất là lợi xăng luôn, một ngày anh em mình sử dụng 8 tiếng nó hao tầm cả 2 lít xăng thôi. Đó, cái máy đời cao ha, cái nòng của nó, cái trái bích tông nó có cái rãnh mà gọi là giữ chữ nhớt cho trái bích tông, giúp cho cái tuổi thọ bộ hơi nó bền lên anh em ha. Giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Ở xài động cơ là xăng trô nè, rất là lợi xăng ha. Chế qua gồ hai hồng xăng anh em. Áo nó có sức sức đây nè. Mấy anh Nhật mình dán lại luôn hay gì nè. Đó, không ăn thua anh em, có tí xíu thôi. Giá 1 triệu rưỡi thôi nghe nè. Máy bao zin nha anh em. Bô còn trắng nè. Đó, tâm thì tâm liền nha anh em. Rồi. Tay lái đôi, tay ga bóp anh em ha. Ga bóp này là nó xịn nhất trong cái dòng ga bóp luôn nha anh em. Nó rất là dẻo luôn, nó không bị gãy nè. Đó thấy không? Nó rất là dẻo anh em, đó thấy không? Dẻo lắm. Rồi. Cần đầu bò rồi là zin hết anh em ha. D4 nha, 1 triệu rưỡi. Rồi D5, dòng Komatsu anh em ha. Rồi grip. Dòng máy này là rồi. Dòng máy này là những bác lớn tuổi cực kỳ thích luôn, giật rất là dễ nổ ha. Nó máy nó nhẹ mà nó chạy bốc chạy khỏe, với lại là giật nó rất là dễ nổ anh em ơi, giật nó siêu dễ nổ luôn, kéo nhẹ dây là nổ thôi nè. Rồi, con này thì giá 1 triệu rưỡi anh em ha, về thích hợp phù hợp cho những chị em phụ nữ hoặc là những bác lớn tuổi, chỉ cần nắm cái gọng dây lên lôi lôi mạnh mạnh xíu thôi là chạy rồi, chứ không phải mà dùng sức để giật anh em ơi, không cần phải dùng sức để giật. Tại vì á, cái bộ hơi của nó ở trong cái nòng nó có cái rãnh xả cho nó nhẹ giật, rồi thêm á, nó hỗ trợ thêm cho anh em một cái gọi là hỗ giật trợ lực nhỏ cho anh em nè, bởi vì nó rất là dễ nổ anh em ha. Giá 1 triệu rưỡi thôi, về sử dụng gia đình là bao ngon, máy bao zin 100% hết, chạy chế qua gồ ha. Cái nắp xăng này không phải của nó nè, nên em thay lại cái nắp zin của nó. Cái nắp này cũng nắp zin nhưng mà có dòng Mitsubishi. Bồ sáng đẹp trắng tùm liền. Rồi, ta lấy đôi, gà chết ha, công tắc xuống và tắt lên là mở nha anh em ha. Càng đầu bò càng có zin hết nha anh em ha. Rồi D5 giá 1 triệu rưỡi luôn nha anh em. Anh em chốt thì gọi vào số điện thoại giùm em ha, là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt follow và một tim anh em ha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, luôn tin tưởng và ủng hộ cho anh em ha. Rồi, tiếp tục là con D6, là con Kubota 2004 nha anh em. 24cc, nòng 32 ly, dòng này là chạy bao lực, bao khỏe, bao bền cho anh em luôn. Komatsu 2004 nha anh em, nòng 32 ly 24cc ha. Để là Kubota nhưng mà thuộc dòng của thằng Genos Komatsu. Dòng này ở miền Tây mình là có hàng Trung Quốc nhái nha nè. Nó có hàng Trung Quốc nhái ha. Nói chung thì nó chạy VIP, chạy dữ, chạy khỏe, chạy bền, chạy tiết kiệm xăng, chạy hỗn, chạy bốc. Đó, Trung Quốc nó mới nhái theo. Chứ mà nếu như mà chạy Sambalao đồ này kia thì nó đâu có nhái theo làm gì, đúng không? Đó, con này thì về anh em sử dụng gia đình, phát cỏ bằng dây cước, phát cỏ cứng, gắn bơm nước ha, gắn đầu bơm nước rồi này kia, chạy rất là khỏe anh em. Dòng này thì nói chung là ở đây là em bán tại địa phương rất là nhiều, bán xong cái ông này giới thiệu ông kia giới thiệu ông nọ, đó cái xong bắt đầu là lại kiếm cái dòng máy này mua xài. Sao, tại sao? Nó chạy ngon ha, nó chạy ngon mà nó khỏe. Rồi giá 1 triệu rưỡi anh em, máy bao zin cho anh em 100%, bao đẹp luôn nha. Komatsu 24cc, nòng 33 ly anh em. Nòng 32 ly xin lỗi anh em, tùm nhôm ha, đẹp. Máy móc đẹp. Rồi con này xài tay lái tròn anh em, đầu bò rồi là zin hết nha, không xài tay không thích tay tròn. Thì em đổi lên cho tay cao cho anh em ha, miễn phí nha. Rồi D6 nha anh em, 1 triệu rưỡi. D7 là một con Kyogit 260.
Echo Gen nha anh em ha, 260 nồng 34 ly 26cc. Dòng này thì nồng kiến của nó rất là dày nha anh em ha, nồng kiến dày. Đó, anh em pha nhất chuẩn là nó bền. Rồi thêm cái nữa là lửa của nó là không bao giờ chết, mà đời này tum nhôm. Đó, và con này nó vô cho anh em cái ga bóp hại luôn. Đó, rất là xịn sò, nói chung con máy này em đánh giá nó rất là cao anh em ha. Em đánh giá nó rất là cao. Đó, về anh em mình sử dụng gia đình phát cỏ cứng, phát bằng dây cước đồ này kia rất là ngon. Dòng nở miền Tây, đặc biệt là khu vực ở tỉnh An Giang sử dụng cái dòng máy này rất là nhiều anh em ha. G-Gen là gì? G-Gen là thân thiện với môi trường, đặc biệt rất là lợi xăng. Giá con này 1,7 triệu anh em ha. Dòng này là chạy là bao phê cho anh em ha. Bao phê cho anh em luôn. Đó, máy gin hết, nồng sáng là bô sáng anh em. Đó, chế là chạy chế da băng hai kim chỉnh ha. Chế khối vú bơm ha, chạy rất là bốc khỏe và lợi xăng. Đây anh em đẩy làm sao là đóng ha. Kéo dàn trước là mở, con này giá 1,7 triệu thôi chứ thông thường giá của nó là từ 2 triệu lận nghe anh em. Đó. Tum nhôm này không? 26. Mắt anh da băng. Rồi, tay lái đôi nè ha, ga bóp hệ nè, công tắc xuống và tắt lên là mở nghe anh em ha. Cần cản cỏ đầu bò zin hết, D7 1,7 triệu nghe anh em ha. Thì cái giá em bán cho anh em á là em bao ship tới nhà cho anh em rồi. Tặng kèm cho anh em là dây đeo, lữ cắt, tiếp mở mugi, ổ phát bằng dây cước, lục giác 4 và cản cỏ là đầy đủ 6 món. Đó, mà hôm nay là nói chung là lọt qua tháng 12 rồi thì em có chương trình gọi là khuyến mãi chi ăn khách hàng. Là anh em mua một con máy thì em sẽ tặng thêm cho anh em là một cái lồng gom cỏ trị giá 100.000 ha. Đó, thay lời cảm ơn anh em ha, và cái giá bán lúc nào cũng phải rẻ cho anh em hết ha. Máy đến nơi á, anh em được quyền tháo ra kiểm tra, đổ xăng vô nổ ngon lành hết thì trả tiền. Còn nếu như không ngon, trả máy về, không mất phí nghe anh em ha. Không có đặt cọc, bởi vì là không có mất phí, bởi vì anh em yên tâm về cái khoản mà gọi là chất lượng cho anh em ha, ngon lành. À, bao ngon mới dám làm gì. Ví dụ như không ngon, kia đến kiểm tra đồ nói này kia kia nọ, anh em trả về bên em tốn phí hay sao. Đó ha, bởi vì là bao chất lượng nha anh em. D7 1,7 triệu. D8 là một con Magu 263. Nồng 34 ly nha anh em ha, nồng 34 ly 26cc. Máy móc bao gin, bao đẹp, giá 1,8 triệu thôi. Giá thì cũng bao rẻ cho anh em luôn. Magu 263, nồng 34 ly 26cc nha anh em ha. Giá 1,8 triệu. Dòng Magu là dòng máy đề cao. Máy mình rất là bền, dễ nổ, lợi xăng, ổn định rất là cao. Dòng này là bên Nhật người ta đang sử dụng ở bển nha anh em ha. Đang sử dụng, máy chạy rất là bền ha. Con này giá tại Nhật là nó tầm gỡ 6 triệu nha anh em ha. Con này em bán cho anh em chỉ có 1,8 triệu thôi. Mà máy còn cực kỳ mới nha anh em ha. Bao rẻ, bao bền, bao khỏe cho anh em luôn. Về sử dụng gia đình, phát cỏ bằng dây cước hoặc là phát cỏ cứng cứng là đều ngon nha anh em ha. Nồng 34 ly 26cc, tâm liền. Công tắc đây nha anh em. Rồi, ra bóp hại cho anh em luôn nha. Cần, đầu bò đồ này kia zin hết cho anh em ha. Ốc ác đồ này kia còn trắng luôn nha anh em. Rồi D8 1,8 triệu nha anh em ha. D9 cũng là một con Magu 26, nhưng mà con này đời cao hơn anh em ạ, đời cao hơn, máy đẹp hơn. Máy đời cao hơn. Đó, đời cao hơn là cái bô nó là bô giảm thanh nè. Đó, tem là tem đen ha. Dòng này chạy rất là khỏe, lực và lợi xăng anh em ha. Đề cao, đề mới của Magu bây giờ. Lóc với dập mắt in da băng này. Đó, bây giờ là như sau này là thời gian sau nữa là Nhật nó về là Magu là tem đen này là nhiều lắm. Tại vì là đề cao ở bển nó đang xài ở bển. Đó, 2 triệu thôi anh em. Nói chung đồ đạc thì nó cũng giống như con kia thôi. Nó đề cao thì làm được cái giảm thanh nè. Đó, thay đổi cái tem một tí xíu thôi. Đó là cho nó ok hơn tí xíu cái gì đó, chứ em thấy đồ nó cũng y chang nhau thôi, nó không khác gì hết. Rồi, máy đẹp, bao đẹp cho anh em luôn. Con này giá 2 triệu thôi nghe anh em, giá 2 triệu. Máy rất đẹp cho anh em, chứ không phải gọi là đẹp, rất đẹp đó. Rồi, ta lái đôi ha, ra bóp hại, càng đầu bò càng cỏ đâu là zin hết nghe anh em. D9 nghe anh em nha, 2 triệu. D10, con cuối cùng Mitsubishi TL43.
Mitsubishi TL43 nòng 40 ly 43cc. Con này giá 2 triệu anh em ơi, hàng này là hàng chung xuất Nhật anh em ơi, chứ không phải là hàng xịn anh em, hàng này là hàng chung xuất Nhật. Giá thì nó chưa tới nữa hàng xịn anh em ha, giá 2 triệu. Rồi, nòng 40 ly 40cc, máy còn rất là chắc anh em ơi. Chung xuất Nhật là công ty đặt tại Trung Quốc sản xuất không. Đó, là nhập về thị trường Nhật xài nghe anh em ha, chứ Trung Quốc không có xài. Và cái công nghệ với cái linh kiện là của Nhật chứ không phải là của Trung Quốc ha, đó là nó như vậy. Rồi, giá 2 triệu về anh em phát cỏ cứng, phát thuê, phát mướn, phát này, phát kia là kia bao ngon. Và báo luôn là cái con này là cái chất lượng với lại cái độ bền nó sẽ gấp đôi cái con máy bán tại Việt Nam mình nghe anh em ha, tại như con máy Trung Quốc bán tại Việt Nam, hàng đó là hàng toàn hàng cao cấp, hàng chất lượng nghe anh em ha. Rồi, giá 2 triệu cho con D10 nghe anh em ha, 40 ly 43cc, chạy chế hai kim nè, kim đen nè, rất là ngon ha. Rồi, cặn tấm gầy, tấm lớn thôi, tấm gầy, tấm lớn, tay lái đôi, ga bóp, công tắc, y là mở, o là tắt nghe anh em ha, cặn được cặn nói luôn, đầu bò zin hết nghe anh em. Rồi, D10 giá 2 triệu nghe anh em chốt gọi vào số điện thoại giùm em là 0972 949 527. Anh em xem nhớ cho em xin một lượt follow, một tim. Anh em YouTube thì nhớ cho em một lượt đăng ký kênh nha em. Ở kênh YouTube của em thì làm gì nó nằm ở mốc 19.000 người đăng ký hoài, nó không có lên được 20 đó. Anh em cố gắng đăng ký ở cho em nó đạt được nha em ha. Nói chung thì cảm ơn anh em đã luôn tin tưởng và ủng hộ ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại clip sau.